cái thêm quay lại quay lại đi cùng nhau hôm nay mình sẽ chơi tựa game quay lại trở lại tựa game Big World nhưng trong Roblox nha. Do Minecraft Big World trong Roblox thì mình chưa chơi lần nào, bây giờ hôm nay mình mới chơi thì bây giờ mình sẽ chơi đó. Bùm 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 bùm. Với trình độ Minecraft Big World siêu đẳng cấp thì mình trong Roblox mình vẫn đẳng cấp như thế nha. Ui, sorry, mắc hơi nhanh. Nói chung mình sẽ qua phá tim đỏ hay tim đỏ hay nhỉ? Đúng rồi, cũng được, phá tim đỏ cũng được. Ui nó chém liên tục luôn. Cái này ra nhanh chắc nghĩa là như thế này, chắc nghĩa là có thằng này. Tìm đá thì kim cương ta, không tìm đá đâu. Chạm nhẹ, còn gì nữa đâu. Mày ôi anh em thấy chưa, hắc thằng này hắc này, nó hắc cho chết luôn. Tường vỗ mồm nó bừng. Mình chơi ác ơi á. Mất dừa đỏ mất dừa mà không. Ôi thằng đỏ này chém cá chết luôn em, hay thật sự đấy. Thế thì sao lại kệ đi. Tường nó không được đâu. Cần vệ bậc lùi nhưng trong dân nhà không có vệ bậc lùi. Đấy, bây giờ mình quay thằng này, nhà thằng này. Mình không ngờ mình tươm được vỡ mộng. Bây giờ mình cần một 120, đúng rồi 120 để mình có được giáp sắt. Ok 120.
Bây giờ mình có thể tươm vỡ mồm được kiểu này. Đó là đền trình độ với Roblox mình thì mình khá kém. Mình trình độ bắt nhanh cho Roblox thì mình quá nặng luôn á. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Bà có ai lời kìa. Quả tường vỡ mồm. À nhưng mình bị mất giường. Đúng rồi. Ủa tăng hảo qua đời tơ mình được không? Dạ vỡ mồm này. Đủ. 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 Nát rồi anh em. Lắp bếp vua nha. Xem bếp vua vậy. Dạ. Cho mình xúc nha. Xem mít của mình cứ mà bật con. Rồi. Tắt xúc nha. Đem nhầm bật khẩu. À nhầm. À quên, nhầm phật khẩu rồi mà. Ok. Ok, đủ đường nha. Và cần phải nhận xét cho mình thấy là Minecraft đương nhiên là vui hơn Minecraft Roblox rồi, nhưng mà mình có một điều, chỉ là Minecraft Backworld không thể nào bắt nhanh giống như Minecraft Roblox được. Không trình độ PvP trong này thì mình bắt rất là vàng. Ở trong cái trình độ PvP trong đó là nó không được hợp lý, anh em hiểu không? Thế sao? Anh nhìn cái thằng máu khi mà một thằng nào chém xuống thì hơi bị nhiều luôn. Đúng rồi, dương trắng và ốc len trắng. Hợp len. Ui, hồng không á. Định bỏ chạy trước khi mình qua nhà nó. Mình có tươm vỡ mồm thằng hồng nữa. Ui đúng lúc liền. Tươm vỡ mồm. Bùm vỡ mồm à. Ui hồng PvP giỏi phết nhỉ. À auto click à. Auto click của chúng tôi. Qua nhà thằng xá mình đơm luôn á. Thôi tự mình thấy nhà thằng xá mà đơm không dễ chút nào đâu. Ui xem gì kìa. Mình qua tơn vỡ mồm thằng nhà thằng sạch. Thằng này biết điều hết đấy. Bùm. Mình định qua. Anh em làm chứng nhá, mình định qua nhà phá tim xám mà thằng đỏ qua phá nhà mình thì mình phải qua phá nhà thằng đỏ nhá. Chứ không à. Mình cấm thằng nào. Đấy.
đấy. Ui ui ui, đỏ mạng phết nhỉ. Ôi sao mất rồi ngồi. Được sát thương vật lý. Ui ui, sát thương. Ôi sát thương vật lý đang đỏ mạng phết nhỉ. Có 9 người luôn. Đầu tiên mình sẽ mua block qua anh Thái nghe nói trước ha. Ok, sát thương tập đi. Bây giờ mình đi nha. Ui. Ôi, khó. Nó bắt đi mà. Bây giờ đi đâu. Ui. Xem, chết. Anh phá nhà mình nè. Anh em làm trứng nhá, chẳng có phá nhà mình. Ôi, chẳng thấy mình à? Chẳng thấy mình nhưng mà mình cũng vẫn phá được tin chẳng. Sát thương vật lý vẫn hay hơn sát thương mình cứ hương. Ôi. Đây mình có thể đường vỡ mồm thằng này. Khi mình đã có giáp sát, đường vỡ mồm thằng này luôn. Đấy, đường vỡ mồm thằng này khi mình đã có giáp sát. Bỏ ra để mình đi nè. Ôi trời ơi, cái này mệt bắt ngang. Nhức bắt ngang được không? Ổn liền à, thằng này đỉnh chóp đấy nè. Ui hát auto lết, anh em thấy chưa? May là mình có sát thương vật lý. Mình dùng đi. Bùm. Nổ. Đường vỡ mồm thằng này liền. À, HTP nữa anh em. Anh em nhớ trắng nó lại những loại người như thế này. Tóc như thế này không được đâu. Sát thương vật lý. Lý vật. Sát thương lý vật. Ui. Hắc đấy anh em thấy chưa? Ăn xa VL luôn. Thank you.
như thằng Thăng đi đâu. Đây mình thấy rồi, thấy rồi. Rước liền, rước liền. Thằng em cuộc sống à. Mày, điệp trai mà khoa lại to. Điệp trai không hề sai. Thằng này đặt tên kiểu bằng bằng smell lắm ấy như mày. Nhìn mày nè. Dưới đây nha. Ui, sao mất rừng lẽ. Thôi tạm biệt, bye bye.